Truyền thuyết về Long Mạch Đất ở núi Tần Lĩnh, tìm ra lời tiên tri 7 ký tự của Lưu Bá Ôn. Vì sao Nhật Bản triển khai 7 hai đinh trấn giữ Long Mạch Tần Lĩnh? Có phải dãy núi Tần Lĩnh thực sự là một long mạch nằm bất động hay không? Nhiều lời đồn rằng, trong quá trình đào đường hầm Tần Lĩnh, đội thi công đã phát hiện ra một con mãng xà dài hàng trăm mét. Người chặt đứt con mãng xà cũng đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Liệu nơi đây thực sự có thần thú bảo vệ long mạch như những lời đồn thổi? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Sự cố phá hủy long mạch trong đường hầm Tần Lĩnh. Tần Lĩnh là một trong những dãy núi kỳ diệu nhất của Trung Quốc. Đó không chỉ là ranh giới giữa hai miền Bắc và Nam, mà tương truyền đây còn là huyết mạch Trung Long hưng thịnh. Long mạch là một thuật ngữ độc đáo của Trung Quốc. Trong quá khứ, đó được coi là nơi tích tụ khí vận của quốc gia, có thể ảnh hưởng đến sự thịnh vượng và suy vong của một triều đại. Trung Quốc tổng cộng có 3 long mạch, tất cả đều bắt nguồn từ núi Côn Luân và trải dài về phía đông, chia thành 3 long mạch Bắc, Trung và Nam. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tần chính là quốc gia nằm trên long mạch Trung Long. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc để làm cho nền móng Đại Tần vĩnh hằng, ông đã cho phá hủy các mạch dòng Bắc và Nam, chỉ giữ lại mạch dòng Trung ương. Nhưng có lẽ Tần Thủy Hoàng đã quên một nguyên lý rằng, ở đời cái gì quá nhiều cũng không tốt. Khi hai long mạch Bắc và Nam bị phá hủy, long khí đều tụ tập về long mạch Trung, nhưng lại không thể mang đến sự thịnh vượng lâu dài cho Đại Tần, mà trái lại, quốc gia này lại sụp đổ chỉ sau hai đời. Sau khi triều đại nhà Tần sụp đổ, các thế hệ sau đều cho rằng long mạch Trung Quốc đã khôi phục bình thường, vận khí dư thừa đã tản ra khắp đất đai Hoa Hạ. Đây có thể là lý do khiến nhiều nơi sau này không có long mạch vẫn có thể sinh ra các hoàng đế. Theo phong thủy hiện đại, vùng đất Hoa Hạ ngày nay, đặc biệt là khu vực núi Tần Lĩnh, là nơi có long mạch mạnh nhất. Vì thế, nơi đây xuất hiện nhiều truyền thuyết dân gian kỳ lạ, đặc biệt là các thần thú trấn giữ dãy núi này. Có thông tin cho rằng, vào ngày 8 tháng 1 năm 2001, tại một đoạn công trường của hầm đường bộ Tần Lĩnh, người ta bất ngờ phát hiện ra một hang động bí ẩn. Hang động này rất lớn, bên trong có nhiều con rắn khổng lồ, còn dài nhất lên đến hơn 100 mét với thân hình to như thùng nước. Nếu điều này là thật, thì chắc chắn chúng thuộc loại rắn khổng lồ thời kỳ nguyên thủy. Điều kỳ lạ hơn nữa là những con rắn này có màu trắng như tuyết, cùng đôi mắt phát sáng màu đỏ máu. Sau khi tin tức được lan truyền, một số người cho rằng chúng có thể là thần thú bảo vệ của long mạch Tần Lĩnh. Trong khi những người khác cho rằng khu vực này có nhiều lăng mộ của các hoàng đế, nên những con rắn ấy có thể là những người bảo vệ lăng mộ. Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao, đội ngũ thi công cho rằng đây chỉ là con rắn lớn, nguy hiểm, cần phải xử lý ngay. Ban đầu họ muốn đuổi chúng đi, nhưng với kích thước khổng lồ như vậy, việc đó không hề đơn giản. Nếu rắn chạy vào khu vực sinh sống, liệu có gây nguy hiểm cho những người dân xung quanh đó hay không? Cuối cùng, không còn cách nào khác, chỉ có thể giải quyết triệt để ổ rắn. Sự việc này có thể chỉ là một tình huống nhỏ trong quá trình thi công, là chủ đề bàn tán của mọi người trong những buổi trà chiều. Nhưng điều mà đội thi công không ngờ tới là vài ngày sau, một số công nhân phụ trách xử lý những con rắn lại đột ngột qua đời một cách kỳ lạ. Trên người họ không có bất kỳ vết thương nào và cũng không mắc bệnh gì, chỉ đơn giản là chết một cách bí ẩn. Nhưng những lời đồn kỳ lạ về núi Tần Lĩnh không chỉ dừng lại ở đây. Vì muốn phá hoại long mạch của Trung Quốc, Nhật Bản đã bố trí 72 chiếc đinh để trấn giữ long mạch Tần Lĩnh. Ngoài ra còn xây dựng nhiều cọc trong tầng hầm của những biệt thự. Đại chiến long mạch giữa hai quốc gia Trung, Nhật. Năm 2004, khu vực núi Tần Lĩnh bắt đầu xuất hiện nhiều biệt thự, mặc cho Trung Quốc đã sớm đưa ra lệnh cấm xây dựng biệt thự xung quanh dãy núi này. Vì vậy tất cả những biệt thự này đều là công trình vi phạm. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi bị phong tỏa, không ai dám đến nhận mình là chủ nhân của những căn biệt thự này.
rất nhiều suy đoán về những bí ẩn đằng sau hành động xây dựng được đưa ra. Một trong số đó là có người cố tình muốn phá hoại long mạch của Trung Quốc. Năm 2008, một công ty bất động sản mang tên Yifeng International đã tiến vào tỉnh Thiểm Tây và giành quyền phát triển ở khu vực Tần Lĩnh. Công ty này có nền tảng sâu sắc, chủ của công ty là người Nhật và tổ tiên của bà ấy là một sĩ quan chiến tranh từng tham gia vào cuộc chiến xâm lược Trung Quốc. Lý do mà công ty này chọn xây dựng biệt thự ở Tần Lĩnh là do ảnh hưởng của cộng đồng phong thủy Nhật Bản. Theo thông tin, vào năm 2018, điều tra viên Ngô Quang Minh thuộc Cục 749 đã bắt đầu điều tra bí mật về khu biệt thự. Ông phát hiện ra rằng những biệt thự này đều thuộc dạng xây dựng vi phạm. Chính quyền cũng đã nhiều lần ra lệnh tháo dỡ, nhưng bên dưới lại không thực hiện. Một đêm, nhân lúc trời tối, Ngô Quang Minh đã lẻn vào bên trong khu biệt thự. Tại đây ông phát hiện ra rằng khu biệt thự bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng vị trí phân bố của các biệt thự bên trong lại rất có ý nghĩa. Chúng nằm ở các phương vị Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn và Đoài. Đây rõ ràng là thế trận Thập Tam Khốn Long Ấn. Những người xây dựng lên công trình này rốt cuộc đang có ý định gì? Với câu hỏi này, Ngô Quang Minh bước vào một biệt thự và phát hiện bên trong không có bất kỳ thiết bị nào, chỉ là một tòa nhà chưa hoàn thiện, mặc dù đã được xây dựng hơn 10 năm. Sau đó ông tiếp tục đi sâu vào bên trong, kết quả là trong tầng hầm của biệt thự, Ngô Quang Minh đã phát hiện ra sự thật. Hóa ra bên dưới biệt thự, họ đã sử dụng bê tông cốt thép để xây dựng những cọc sâu hàng chục mét. Những cọc sâu này giống như những thanh kiếm sắc bén đâm vào long mạch của Tần Lĩnh. Dựa vào vị trí của biệt thự, thế trận kết hợp với cọc sâu thì ý đồ của người thiết kế đã trở nên rõ ràng. Chứng kiến thế trận này, Ngô Quang Minh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ông lập tức báo cáo lên cơ quan lãnh đạo và giải thích tường tận sự việc. Cuối cùng, toàn bộ các công trình xây dựng vi phạm đều bị cưỡng chế tháo dỡ. Trong khi tháo dỡ những cọc sâu, người ta phát hiện ra một số bộ xương người trong lòng đất. Hóa ra, họ không chỉ đang thi công những cọc sâu thông thường, mà còn là những cọc sống, một hình thức hiến tế con người ở các khu vực Đông Á, nhằm mục đích cầu nguyện cho sự thành công của dự án. Sự việc này được truyền tai trong dân gian, tuy nhiên chưa có ai xác minh được. Dĩ nhiên, những điều kỳ lạ ở dãy Tần Lĩnh không chỉ dừng lại ở đó. Công thần khai quốc Triều Minh, Lưu Bá Ôn cũng để lại dấu ấn tại dãy núi được xem là long mạch này. Truyền thuyết kể rằng, trong quá trình xây dựng hầm Tần Lĩnh, người ta đã đào được một tấm bia tiên tri của Lưu Bá Ôn, nhắc nhở họ phải đi đường vòng. Rốt cuộc, đây là tiên tri chân chính hay chỉ là sự trùng hợp lịch sử? Lời tiên tri 7 ký tự của Lưu Bá Ôn. Theo nhiều tin đồn, đây là một sự kiện xảy ra khi thi công đoạn B của đường hầm Tần Lĩnh. Thời điểm đó thiết bị thi công đã vào sâu trong núi, mỗi bước di chuyển đều gặp khó khăn. Đúng lúc đó, máy móc bỗng bị kẹt bởi một vật cứng không thể nhúc nhích. Nhân viên lập tức tiến đến kiểm tra và phát hiện ra thứ chắn trước máy móc dường như là một bia đá khổng lồ. Việc một bia đá xuất hiện tại đây không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tảng đá này rõ ràng có chất liệu khác biệt so với đá ở Tần Lĩnh. Ngoài ra còn có dấu vết của việc được chạm khắc thủ công. Bia đá hiện đang nằm ở sâu trong dãy núi, xung quanh đều là những tảng đá cứng, đến mức con người phải dựa vào những máy móc tiên tiến nhất mới có thể khai thác được. Vậy tại sao nó lại có thể nằm ở đây? Những công nhân sau đó đã dọn dẹp xung quanh bia đá và di chuyển nó ra ngoài. Lúc này mọi người phát hiện trên bia đá có khắc dòng chữ "Phải đi đường vòng, Lưu Bá Ôn". Bảy chữ này không phải là một câu nói sâu sắc, mà chỉ đơn giản là nói rằng hãy đi đường vòng qua tảng đá này. Lưu Bá Ôn là công thần khai quốc của triều đại Minh, là một nhà quân sự và chính trị nổi tiếng trong lịch sử, đồng thời còn tinh thông thiên văn, chiêm tinh và phong thủy. Nhiều người cho rằng ông còn thần kỳ hơn cả Gia Cát Lượng, nhưng quan trọng là Lưu Bá Ôn đã sống cách đây hơn 600 năm. Làm sao ông có thể biết rằng 600 năm sau, con người sẽ khai thác đường hầm Tần Lĩnh đúng chỗ bia đá này? Ngoài ra làm thế nào ông lại có thể đặt bia đá tại đây mà không hề có máy móc hiện đại nào hỗ trợ? Lúc này, một câu chuyện về Lưu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương bắt đầu xuất hiện trong tâm trí mọi người. Theo truyền thuyết, sau khi Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ, lại thường mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, có người nổi dậy cướp lấy Giang Sơn của nhà Chu. Vì vậy,
Chu Nguyên Chương đã đặc biệt yêu cầu Lưu Bá Ôn đi khắp nơi để chặt đứt tất cả các long mạch trên toàn quốc, cắt đứt long khí của những mạch này. Như vậy sẽ không phải lo sợ có người nổi dậy. Lưu Bá Ôn sau đó đã lập tức bắt tay vào thực hiện. Ông đã đi khắp mọi nơi. Mỗi khi đến một vùng đất có long mạch, sẽ thực hiện một số hành động như đào giếng, xây tháp, phong tỏa núi hoặc dựng bia. Những việc này đều nhằm mục đích chặt đứt hoặc áp chế long mạch. Sau nhiều năm, những long mạch thừa thãi trên đất Hoa Hạ đã được loại bỏ, chỉ còn lại long mạch ở Nam Kinh và Tần Lĩnh. Khi Lưu Bá Ôn đến Tần Lĩnh, ông đã tính toán và cho rằng long mạch ở Tần Lĩnh là nền tảng của dân tộc Hoa Hạ. Nếu bị chặt đứt hoặc áp chế, sẽ gây ra một thảm họa lớn. Hơn nữa, Đại Minh sau này cũng sẽ không vì long mạch ở Tần Lĩnh mà diệt vong. Do đó, Lưu Bá Ôn không chặt đứt long mạch tại đây, mà chỉ để lại một tấm bia để cảnh báo thế hệ sau. Vậy tấm bia được khai thác trong mường hầm Tần Lĩnh có phải thực sự là tác phẩm của Lưu Bá Ôn cách đây 600 năm hay không? Dãy Tần Lĩnh như một long mạch đã sớm được dân gian thần thánh hóa, vì vậy có rất nhiều truyền thuyết về nó. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé! Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn!